kẹt này, không đủ tự tin vượt cống nên nhờ một chiếc tàu biển, tàu kéo rất là khổng lồ kéo qua nha các bạn. Mấy anh em qua tàu kéo, tàu kéo kéo qua rất là nhẹ nhàng. Chiếc tàu kéo còn bự hơn là chiếc kéo kẹt các bạn. Mình không thấy tàu kéo kéo luôn các bạn. Đó, kéo rồi đó, bây giờ nó kéo nè. Tàu biển với một chiếc vô lãi đang băng băng chạy vô nha các bạn. Biết có vô cống không mà chạy nhanh dữ ta. Hai chiếc này đang so găng luôn nè. Rồi chạy chậm lại, đợi xà lan luôn nè. Tàu biển này có thể là không vô nha các bạn. Chở cái gì mà đồ dữ dằn vậy trời. Chiếc này giờ lại này chở lú thì đặt mấy con chua ốc cá đồ vào biển các bạn. Chị này chị đứng tướng ngầu ở ngoài. Đứng nước luôn rồi các bạn ơi. Đang ve lại. Đưa lại. Phía trước nó đang bị kẹt rồi. Đang chạy từ từ. Rất là dễ, nước nó dễ bơi qua một bên và chạm vô cũng chậm nha các bạn.
cản đường rất là nhiều, ở trong bị kẹt hết trơn rồi, chạy lách qua kè cửa hẹp để đi vô trong rồi các bạn. Quá chính xác. Đây là chiếc ghe chở chạm các bạn. Nãy giờ đợi bóp ghe rồi nó dám đi vô nè. Ê, thằng bà lái nha.